Nam Mô A Di Đà Phật. Dắt lại mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem hôm nay dắt lại xin chia sẻ tử vi tuổi Hợi tháng 11 âm lịch năm 2023. Dắt lại ra đặt chia sẻ tử vi tuổi Hợi tháng 11 âm lịch năm 2023. Anh chị em chúng ta rảnh rỗi chúng ta vào nghe dắt lại đọc chia sẻ tử vi để chúng ta tốt tỉa thêm được cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống của chúng ta trong cái tháng 11 âm lịch. Ngay từ bây giờ tháng 10, nếu mà mặt nào tốt thì chúng ta cố gắng chúng ta phát huy. Còn mặt nào chúng ta chưa được tốt thì chúng ngay từ bây giờ tháng 10 này âm lịch này đang diễn ra, chúng ta có thể rút tỉa cái kinh nghiệm để chúng ta trang bị thêm. Chẳng hạn như chúng ta vấn đề sức khỏe chúng ta khó khăn thì chúng ta cố gắng chúng ta duy trì cái sức khỏe chúng ta để bước qua tháng 11 chúng ta được ổn định hơn. Nếu chúng ta nắm bắt được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, đó là lời chia sẻ chân thành. Mong rằng tất cả bà con cô bác anh chị em xem dắt lại đọc chia sẻ tử vi tháng 11 âm lịch. Nếu như có điều gì sơ sót thì mong anh chị em chúng ta cũng quan hệ dùm. Thời tiết nóng bức như hiện nay, trưa nắng như vậy, anh chị em chúng ta cố gắng duy trì cái sức khỏe chúng ta ổn định, đừng để mất nước, dễ bị chán dán say sẩm mặt mày. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong rằng tất cả bà con cô bác anh chị em bước qua tháng mới gặp nhiều thành công tốt đẹp hơn. Tháng 11 năm 2023 của tuổi Hợi âm lịch, vận trình cuộc sống của bản mệnh nhìn chung thuận lợi. Bạn luôn có cách phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, cho nên đảm bảo được an toàn cho nhiều khía cạnh trong cuộc sống của người tuổi Hợi. Tuổi Hợi cũng rất là tốt trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 này. Tuổi Hợi âm trong cái tháng 11 âm lịch này cho thấy bản mệnh có nhiều điều cực kỳ thuận lợi. Một phần là vì bạn có nhiều hậu thuẫn, và phần lớn là do tính cách hài hòa của người tuổi Hợi, dễ chịu, dễ nhìn và cũng dễ hòa hợp với mọi người, luôn biết cách nghĩ cho người khác, cho nên cũng được lòng rất là nhiều người quý mến anh chị em tuổi Hợi của chúng ta. Bản mệnh là người có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có nhiều hài hước, quan hệ rộng, thích giao tiếp, nên nhiều có nhiều cơ hội tốt phát triển trong cái tháng 11 âm lịch này. Hợp tác trong tháng rất là có lợi đối với anh chị em tuổi Hợi của chúng ta. Trường hợp sinh nhập mệnh, tính cách của bản mệnh của anh chị em chúng ta tháng này đúng là khó có thể phụ thuộc được lòng mọi người khác. Nhưng anh chị em chúng ta cần luôn nhẹ nhàng để thể hiện sự thấu hiểu và luôn lắng nghe người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, việc này còn làm tăng thêm phúc thọ và tài lộc cho anh chị em tuổi Hợi của chúng ta. Chúng ta dù có gặp hoàn cảnh éo le khó khăn nào, đối với những người khó tính như thế nào, anh chị em chúng ta nên nói những lời nói hòa nhã, hòa đồng, không nên tranh cãi gấu gắt để làm gì. Người tuổi Hợi thường sức hiểu được cái vấn đề này. Lại thêm sự xuất hiện của tam hội, nên bản mệnh tuổi Hợi cũng được giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí người ta sẵn sàng hỗ trợ bạn khi gặp khó khăn. Dường như lòng tốt của tuổi Hợi trong quá khứ đã tạo nên những mối quan hệ rất là tốt đẹp như hiện tại, như hiện nay đối với những người tuổi Hợi. Là người ưu tiên có môi trường sống an toàn, thoải mái, công việc thêm có sự nâng đỡ của Thái Dương khắc tinh trong cái tháng 11 âm lịch này, nên công việc tuổi Hợi luôn có người chỉ dẫn nhiệt tình. Không những thế, những tồn động trong quá khứ cũng được lần lượt xử lý trong thời gian ngắn nhất trong tháng 11 âm lịch này. Những cái việc tồn động gì trong những tháng vừa qua, tháng vừa rồi là tháng 10 này, bước qua tháng 11 âm lịch này, anh chị em chúng ta cũng được thoải mái, cũng được giải quyết rất là gọn gàng, có quý nhân giúp đỡ anh chị em tuổi Hợi chúng ta rất là tốt. Nhận diện của con giáp tuổi Hợi tháng này cũng rất tốt, nhất là khi có thiên diệu chủ về đào hoa, khiến cho người độc thân có cơ hội gặp gỡ được những đối tượng cực kỳ thú vị, thậm chí có người say trong những cảm xúc mới mẻ và mà quên đi cái cuộc sống trong tháng 11 âm lịch này. Chúng ta có nhiều người say sưa tình yêu trong tháng 11 âm lịch này mặn nồng luôn, bởi vì chúng ta có cái vượng đầu qua rất là tốt trong tháng 11 âm lịch này. Bản mệnh có được cơ hội và thách thức trong sự nghiệp. Tháng này bạn sẽ được hài lòng với hiện trạng và sẽ thử thách những lĩnh vực cấp cao hơn. Tuổi Hợi sẽ cố gắng thay đổi những suy nghĩ trong công việc ban đầu của chúng ta, để chúng ta có thể tìm hiểu thêm những công việc lĩnh vực mới khác nào đó mà phù hợp với ngành nghề của chúng ta. Chúng ta nên nắm bắt cái cơ hội đó. May mắn là tháng này bạn được hỗ trợ rất nhiều từ mọi phương diện, thế nên có thực hiện những điều mới mẻ gì cũng không nên ngần ngại, hãy tự tin tiến bước. Thiên ấn mang lại nhiều lợi ích, bản mệnh tuổi Hợi tha hồ
thể hiện sức sáng tạo cũng như là chúng ta tha hồ tung bay trên bầu trời không gian trong cái tháng 11 âm lịch này đối với những người tuổi Hợi, nhất là những người tuổi Hợi đang theo đuổi lĩnh vực nghề nghệ thuật, âm nhạc hay là hội họa gì đó. Bạn càng có cơ hội thăng hoa trong công việc của chúng ta. Thời gian này những việc khó khăn cũng quá thành dễ dàng đối với những người mà tuổi Hợi mà làm về lĩnh vực như là nghệ thuật, âm nhạc, hội họa đó, vân vân. Bạn càng có được những cái cơ hội rất là tốt trong cái tháng 11 âm lịch này đối với những người mà làm những cái ngành nghề liên quan tới những đó. Ở cấp độ ý thức và cấp độ chuyên môn, tuổi Hợi rất là xuất sắc và có khả năng học tập tốt. Những ai làm nghề lĩnh vực nghiên cứu sẽ thu nhập được nhiều thông tin thú vị và có giá trị là rất là lớn trong cái tháng 11 âm lịch này đối với những người mà làm về nghiên cứu thông tin rồi đó. Người làm công ăn lương tuy không tham vọng nhưng sự chăm chỉ và được ghi nhận. Có thể thấy người thời gian này bản mệnh của người tuổi Hợi được sự chú ý của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp bằng những nỗ lực của bản thân của chúng ta, rất là tốt. Trong xin chúc mừng anh chị em tuổi Hợi của chúng ta. Tài lộc của anh chị em tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch, trường sinh dự báo rằng có điều kiện tốt, sinh sôi nảy nở vấn đề tài lộc của chúng ta. Thế nên bản mệnh đang có kế hoạch muốn thực hiện việc gì thì nên bắt tay mà hành động càng sớm càng tốt. Mà tài lộc của chúng ta nên bắt tay hành động càng sớm càng tốt đối với anh chị em tuổi Hợi chúng ta. Tháng này cũng có lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ thu được lợi nhuận, sẽ là tháng ít có những gặp những khó khăn nào đáng kể trong cái tháng 11 âm lịch này đối với những anh chị em tuổi Hợi. Nên nhớ là về chúng ta chú ý vấn đề này. Chúng ta không ngừng nâng cao ý thức và không ngừng nâng cao năng lực thì những sai sót, những cái rắc rối nó càng ngày nó càng tránh xa chúng ta ra. Có nghĩa là chúng ta cần phải nâng cao cái ý thức và cũng như nâng cao những cái sự tính toán của chúng ta hơn thì chúng ta sẽ tránh được những cái sai sót rắc rối, thì từ đó chúng ta sẽ nâng cao được cái thu nhập và cũng như lợi nhuận của chúng ta. Những ai đang muốn bắt đầu kinh doanh thì có thể tập tành bằng một khoản tiền nào đó. Dù thế nào cũng không nên dội vàng bỏ số tiền quá lớn một lần. Có nghĩa là chúng ta có thể chia ra nhiều giai đoạn. Như chúng ta mới ra nghề kinh doanh, chúng ta mới học cách kinh doanh, những người làm cũ công việc như nãy nhắc lại nói là nghề hội họa nghề nghiệp đó, thì chúng ta không nói rất là tốt. Còn những người nào mà chúng ta mới ra cặp kinh doanh trong cái tháng 11 âm lịch này thì chúng ta có thể chúng ta có cái đồng vốn 10 đồng, chúng ta có thể chia ra từng 2 công đoạn hoặc 3 công đoạn. Có thể là lần đầu tiên chúng ta xài 10 đồng vốn, chúng ta xài 3 đồng để chúng ta đầu tư, rồi từ từ cái chúng ta đầu tư thêm 7 đồng nữa. Ví dụ vậy, chúng ta đừng nên dồn hết một lần mà khi trong khi chúng ta chưa nắm bắt rõ được thị trường. Chúng ta nên cũng cần phải cẩn trọng cân nhắc tính toán con đường nó cho nó chính xác hơn. Về vấn đề tình duyên của tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch này, tuổi Hợi vô cùng rực rỡ, bản mệnh có sức hấp dẫn và có đào hoa rất là tốt trong tháng 11 âm lịch này. Dễ thu hút được đối phương người khác giới hoàn toàn bằng một cái nhìn trong tháng 11 âm lịch này. Có nghĩa là cái vượng đào hoa anh chị em tuổi Hợi trong tháng 11 này chúng ta rất là thuận lợi, rất là tốt. Cho nên anh chị em chúng ta có thể là không cần phải thấu lộ, không cần phải mở lời, mà ngay những cái nhìn đầu tiên là chúng ta cũng để được cái triều mến và cái ấn tượng vào trong mắt của đối phương. Cho nên anh chị em nói với những người mà chúng ta có gia đình rồi, chúng ta nên giữ khẽ cái chúng ta cần phải giữ khẽ và chúng ta cần phải giữ khoảng cách đối với những người mà khác giới, đối với những người chúng ta có gia đình rồi. Còn đối với những người chưa có gia đình thì chúng ta làm sao cũng được, cái vụ nào quá rất là tốt, chúng ta có thêm nhiều được cái sự lựa chọn mới, vân vân và vân vân. Nhưng mà quan trọng nhất là đối với những người có gia đình rồi, chúng ta nên hạn chế, chúng ta cần phải thẳng thắn và rõ ràng và minh bạch. Chúng ta nên sử dụng cái vườn đào hoa này để chúng ta biến thành những đối tác làm ăn chúng ta thì rất là tốt. Chứ chúng ta không nên mơ hồ vào cái công việc vườn đào hoa tốt này để mà chúng ta bắt cá hai tay thì không nên. Người độc thân đừng ngần ngại, nên mở lời thì sẽ nhận được tình yêu thương chúng ta rất là nồng thấm trong cái tháng 11 lần này. Nhất là những người tuổi Hợi có năng khiếu về nghệ thuật càng có cơ hội được tiếp cận những đối tượng tiềm năng còn có điều kiện tốt. Đối với những người mà chúng ta làm nghề hội họa hay là gì đó, chúng ta trong tháng 11 âm lịch này chúng ta có càng tiếp cận, chúng ta còn có được những cái tình yêu rất là đích thực mà chúng ta mong ước từ bấy lâu nay đối với những người làm nghề hội họa này kia cái đó. Tuy nhiên cho dù cảm xúc hiện tại rất đang trân trọng, nhưng đừng vì dội vàng rơi vào tình cảm một cách mù quáng mà chúng ta dễ bị sai lầm.
chúng ta cũng đừng yêu quá yêu vội yêu vàng, chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ ha. Những cặp đôi có kế hoạch cưới sinh trong thời gian này, cả hai hào hứng với những dự định tốt đẹp khi về chung một nhà. Trong khi đó, nhiều cặp vợ chồng đón tin vui về con cái, hoặc là sinh nở, hoặc là có thêm thành viên mới gì đó trong gia đình của chúng ta trong cái tháng 11 âm lịch này cũng rất là tốt đối với anh chị em chúng ta. Vấn đề sức khỏe của anh chị em tuổi Hợi trong tháng 11 âm lịch này, may mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Hợi vẫn vào ở mức ổn định. Bạn là người biết trân trọng sức khỏe, cho nên chúng ta cố gắng duy trì cái sức khỏe chúng ta cho ổn định, càng tốt càng thêm tốt nữa. Chúng ta không nên thức quá khuya, mà chúng ta phải cần phải sắp xếp thời gian cho hợp lý. Chúng ta phải ngủ đúng giờ, chúng ta hạn chế ăn những thức ăn quá nhiều dầu mỡ, cũng như tránh cái tình trạng mà chúng ta tối cầm cái điện thoại, chúng ta thức khuya đó, cầm điện thoại tới 11, 12 giờ khuya thì không nên. Thời tiết lúc này khá lạnh, bạn nên có các biện pháp phòng ngừa cảm lạnh khi chuyển mùa. Chọn những trang phục phù hợp, đừng quên kiểm tra sức khỏe chúng ta định kỳ cho tốt đẹp hơn. Việc tập thể thao sẽ là khó khăn hơn, nếu bạn nên điều chỉnh thời gian và mức độ sao cho hợp lý, ít nhất là phải 15 phút vào buổi sáng để chúng ta duy trì thì sức khỏe chúng ta ngày càng ổn định hơn. Và khuyên anh chị em tôi hỏi chúng ta nên chú trọng chú tâm vào cái vấn đề sức khỏe của chúng ta trong cái tháng 11 âm lịch này. Đối với những anh chị em tuổi Hợi, chúng ta trong cái tháng 11 âm lịch này chúng ta vô cùng được đạo qua, chúng ta rất là thuận, công việc làm ăn rất là tốt. Riêng anh chị em cố gắng chỉ cần duy trì cái sức khỏe càng càng tốt hơn thì là anh chị em tuổi Hợi là người thành công trong cái tháng 11 âm lịch này. Tiếp tục là giác lại nói về tuổi Đinh Hợi mạng thổ, nam thì sao thấy âm, nữ thì sao thấy bạch. Cái lời khuyên dành cho anh chị em tuổi Đinh Hợi là hãy thành thật với mọi cảm xúc của mình, không nên nóng vội. Chúng ta hãy thành thật những cảm xúc của chúng ta. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Đinh Hợi tháng 11 âm lịch là tuổi Tỵ và tuổi Tức. Cái tiểu nhân không hợp cho anh chị em tuổi Đinh Hợi tháng 11 âm lịch này là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Và cái màu sắc may mắn cho anh chị em tuổi Đinh Hợi tháng 11 âm lịch này là màu trắng và màu đỏ. Xin chúc mừng anh chị em tuổi Đinh Hợi, chúc anh chị em tuổi Đinh Hợi bước qua tháng mới thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo giác lợi xin nói về tuổi Kỷ Hợi mạng mộc, nam thì sao thổ tú, nữ thì sao dân hớn. Cái lời khuyên dành cho anh chị em tuổi Kỷ Hợi trong tháng 11 âm lịch này là sai ở đâu sửa đó, đừng để mọi thứ dồn đóng khiến chúng ta lúng túng. Có nghĩa là chúng ta làm mà chúng ta gặp rắc rối ở chỗ nào, chúng ta xử lý ngay chỗ đó. Đạp gai chúng ta lấy gai lại, chúng ta đừng có để dồn đóng. Ví dụ chúng ta bị sai lầm chỗ này, chúng ta lo chúng ta làm cái kia để lát xử lý sao, thì chúng ta càng càng để hoài nó dồn đóng, chúng ta càng ngày càng khó xử lý. Cho nên là sai ở đâu chúng ta sửa ngay ở đó. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta là như thế. Cái quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Kỷ Hợi trong tháng 11 âm lịch là tuổi Dần và tuổi Mùi. Mà tuổi Dần là tuổi Dần lớn tuổi hơn chúng ta nha. Tuổi Dần và tuổi Mùi. Và cái tiểu nhân không hợp là tuổi Thìn và tuổi Mão. Và cái màu sắc may mắn cho anh chị em chúng ta là màu nâu và màu trắng. Xin cảm ơn anh chị em tuổi Kỷ Hợi, chúc anh chị em tuổi Kỷ Hợi bước qua tháng mới gặt hái được nhiều thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp theo là giác lợi nói về tuổi Tân Hợi mạng kim, nam thì sao thấy âm, nữ thì sao thấy bạch. Thấy âm, nam thì thấy âm, nữ thì bạch, hai cái tuổi này cẩn trọng chú ý ha. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta nên tận dụng triệt để vận may mà mình có được trong tháng 11 lịch này. Bất cứ một vận may nào đến chúng ta nên tận dụng triệt để, không nên bỏ qua bất cứ bỏ qua một cơ hội nào. Cái tiểu quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Tân Hợi trong tháng 11 âm lịch này là tuổi Tức và tuổi Mùi. Và cái tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Mão. Cái màu sắc may mắn cho chúng ta là màu hồng và màu vàng. Chúng ta nên vận dụng cái phong thủy màu hồng và vàng vào trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể để bình bông màu hồng màu vàng, hoặc chúng ta đổi cái nón màu vàng màu hồng gì đó để chúng ta tăng thêm, kích thêm cái vượng tài lộc cho anh chị em chúng ta trong cái tháng 11 âm lịch này cho nó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp theo là giác lại nói về tuổi Quý Hợi mạng thủy, nam thì sao thái dương, nữ thì sao thủ tú. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta trong tháng 11 âm lịch này là khuyên anh chị em chúng ta đừng ngại thừa nhận một số khuyết điểm của bản thân trong cái tháng 11 âm lịch này. Chúng ta có khuyết điểm gì, khuyết điểm nào không được tốt trong cái tháng 11 âm lịch này, chúng ta đừng ngại thừa nhận, mà chúng ta phải thừa nhận để chúng ta khắc
khắc phục nó và chúng ta sửa chữa nó. Chúng ta đừng vội vàng giấu giếm những khuyết điểm của chúng ta. Chúng ta càng giấu thì cái khuyết điểm chúng ta càng ngày nó càng lớn lên. Cái quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Quý Hợi là tuổi Ngọ và tuổi Thìn, và cái màu sắc may mắn cho anh chị em tuổi Quý Hợi trong tháng 11 là màu vàng và màu xanh lá. Các tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Chúc anh chị em tuổi Quý Hợi bước qua tháng 11 âm lịch gặt hái được nhiều thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp tục là giác lợi xin nói về tuổi Ất Hợi mệnh quả, nam thì sau tuổi Tú, nữ thì sau Dân Hớn. Trong cái tháng 11 âm lịch này càng thể hiện sự độc lập, bạn càng có cơ hội nhiều hơn. Càng thể hiện sự độc lập thì chúng ta càng có được cơ hội nhiều hơn. Thì tháng này mặc dầu một mình chúng ta vẫn nắm bắt cơ hội, chúng ta vẫn mặc dầu cái này chúng ta làm không nổi nhưng chúng ta cũng cố gắng chúng ta nắm bắt. Thì càng có nhiều cơ hội thì chúng ta càng rực rỡ hơn trong tháng 11 âm lịch này. Lúc mà chúng ta khó khăn cũng sẽ có người giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đừng dội gì mà sợ người khác trao cho chúng ta cơ hội. Cơ hội bao nhiêu chúng ta nên nhận lấy bấy nhiêu. Trong cái tháng 11 âm lịch này nó rất là tốt cho anh chị em tuổi Hợi của chúng ta, tuổi Ất Hợi chúng ta. Cái quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Ất Hợi trong tháng 11 âm lịch này là tuổi Tức và tuổi Dậu. Cái tiểu nhân không hợp là tuổi Thân và tuổi Dần. Và đặc biệt là cái màu sắc may mắn là màu vàng và màu đỏ đối với anh chị em tuổi Ất Hợi trong cái tháng 11 âm lịch này. Cuối cùng mà giác lại cũng thành tâm nguyện cầu chúc cho tất cả bà con của các anh chị em tuổi Hợi bước qua tháng mới gặt hái được nhiều thành công. Giác lại nói tóm lại cho anh chị em chúng ta rút lại có 3 điều thôi. Điều thứ nhất là anh chị em chúng ta nên nắm bắt mọi cơ hội trong cái tháng 11 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Hợi chúng ta, để chúng ta phát huy sự nghiệp của chúng ta và chúng ta tăng thêm cái nguồn thu nhập của chúng ta vào những tháng cuối năm này rất là tốt. Và cái vấn đề thứ hai là anh chị em chúng ta nên cân nhắc thời gian để chúng ta nghỉ dưỡng cho sức khỏe chúng ta hợp lý hơn. Chúng ta có thể vào nghỉ ngơi sớm vào buổi chiều chúng ta đi làm về, chúng ta không nên thức quá khuya mà chúng ta nên nghỉ ngơi sớm, hoặc là chúng ta dậy sớm cho tập thể dục, chúng ta duy trì sức khỏe chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Cái vấn đề thứ ba nữa là đối với những người có tình duyên rất là tốt trong cái tháng 11 âm lịch này, đối với những người có nhận đầu qua tốt, những người độc thân thì chúng ta nên nắm bắt lấy cơ hội này. Còn những người mà chúng ta có gia đình rồi, chúng ta cũng nên vận dụng nó thành một những đối tác làm ăn của chúng ta trong cái tháng 11 âm lịch này, nó rất là tốt. Mà đặc biệt là những người độc thân thì chúng ta được cái tờ đào hoa này nở rộ thì chúng ta có thể nắm bắt. Còn những người mà chúng ta có gia đình rồi thì chúng ta nên vận dụng những cái đào hoa dụng này để mà chúng ta kết hợp thành những đối tác làm ăn. Và chúng ta nên vạch rõ ranh giới, cũng như chúng ta nên cẩn thận tránh đi để hiểu lầm đáng tiếc nào đó xảy ra trong cái vấn đề chuyện tình cảm hôn nhân gia đình của chúng ta. Cái dụng đào hoa nó cũng rất là tốt, nhưng mà đôi khi nó cũng là một con dao hai lưỡi đối với anh chị em chúng ta. Khuyên anh chị em chúng ta nên cẩn thận tranh thủ mà chúng ta nắm bắt lấy cơ hội tháng 11 âm lịch này. Sau khi giác lợi kết thúc video này, giác lợi sẽ làm cái tháng 12, nhưng mà cố gắng giác lợi tháng 12 này giác lợi sẽ làm đầy đủ hơn, giác lợi không ngắn gọn như vậy nữa. Bởi vì nếu mà xem tử vi cái tháng cuối năm là cái tháng mấu chốt để chúng ta bước qua năm mới, thì chúng ta làm ngắn gọn quá nhiều khi nó anh chị em chúng ta không hiểu. Cho nên là về cái tháng 12 này giác lợi sẽ làm sớm, cho nên là giác lợi sẽ làm dài, giác lợi quay sẵn rồi tới cuối tháng giác lợi up lên một lần, nó sẽ làm đầy đủ chi tiết rõ ràng hơn, giác lợi sẽ làm chi tiết rõ ràng hơn, không tóm tắt gì như vậy. Tóm tắt rồi anh chị em chúng ta không có nắm bắt được cái cơ hội cuối năm nha. Xin chào tạm biệt tất cả bà con của các anh chị em chúng ta.